Kính thưa quý vị đại biểu, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương, Sài Gòn PEN đã đồng hành với rất nhiều chương trình nghệ thuật, đặc biệt có liên quan đến lĩnh vực sân khấu cải lương và trong cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2022 lần này. Ban tổ chức cuộc thi rất lấy làm vinh dự khi nhận được sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương, Sài Gòn PEN. Và sau đây trân trọng kính mời ông Phạm Hoàng Hồng Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn PEN, đại diện đơn vị đồng hành sẽ lên trao tặng cho cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2022 với số tiền là 500 triệu đồng. Và trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức giải sẽ bước lên sân khấu để nhận hỗ trợ. Và ban tổ chức giải cũng sẽ tặng hoa để cảm ơn cho đơn vị hỗ trợ. Kính thưa các nghệ sĩ tiền bối, kính thưa tất cả các văn nghệ sĩ, thưa các nhà quản lý, các Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh và thưa tất cả các anh chị em phóng viên báo chí. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi rất trân trọng cảm ơn sự quan tâm đồng hành của Ngân hàng Sài Gòn PEN trong suốt thời gian vừa qua đối với ngành sân khấu của Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là đối với cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Trần Hữu Trang 2 năm liên tục năm 2020 và năm nay, và những phần hỗ trợ của Ngân hàng Sài Gòn PEN hết sức đáng quý sẽ là phần hỗ trợ thiết thực cho các thí sinh của chúng ta vào vòng chung kết của cuộc thi, và mỗi thí sinh khi vào vòng chung kết cũng sẽ được một phần hỗ trợ để đảm bảo những cái phần dàn dựng và trang phục cũng như những cái phần khác để phục vụ cho phần thi của mình một cách tốt nhất. Xin trân trọng cảm ơn Ngân hàng Sài Gòn PEN. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức giải. Kính thưa quý vị, và nằm trong kế hoạch hoạt động của đơn vị cũng như là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu luôn được lãnh đạo sở và nhà hát quan tâm, và đó là việc tìm kiếm, bồi dưỡng, đào tạo các nhân tố mới để bổ sung vào lực lượng nghệ sĩ kế thừa cho sân khấu cải lương trong tương lai. Việc tạo điều kiện để các em thiếu nhi có một sân chơi bổ ích không chỉ giúp cho các em có thể phát huy được năng khiếu bản thân mà còn là dịp để các em sớm tiếp cận với nghệ thuật sân khấu cải lương, lan tỏa, khơi dậy trong các em tình yêu đối với bộ môn nghệ thuật độc đáo này. Và bên cạnh đó thì các em cũng được thầy cô trao truyền nhiều bài học quý báu không chỉ về nghệ thuật mà cả về đạo đức, những kiến thức xã hội để các em có thể phát triển toàn diện hơn. Kính thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 7 vừa qua, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Ươm mầm những hạt ngọc để ra mắt sân khấu Tài năng thiếu nhi do nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thực hiện. Và sau khi chương trình được diễn ra thì đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ các cơ quan, đoàn thể cũng như là quý khán giả mộ điệu trên địa bàn thành phố. Và nhân dịp ngày hôm nay, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang cũng rất vinh dự và xúc động đã nhận được sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương, Sài Gòn PEN với số tiền 100 triệu đồng cho chương trình đào tạo năng khiếu nghệ thuật cải lương của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây trân trọng kính mời ông Phạm Hoàng Hồng Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn PEN, đại diện đơn vị hỗ trợ sẽ bước lên sân khấu trao hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng cho chương trình đào tạo năng khiếu nghệ thuật cải lương. Và trân trọng kính mời ông Phan Quốc Kiệt, Giám đốc nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và bé Anh Thư là một trong những thành viên của chương trình đào tạo năng khiếu nghệ thuật cải lương sẽ bước lên sân khấu nhận tiền hỗ trợ từ chương trình và tặng hoa cho đơn vị tài trợ. Thank you.
thay mặt cho nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thay mặt cho chương trình sân khấu thiếu nhi, chương trình đào tạo năng khiếu sân khấu cải lương, xin cảm ơn sự quan tâm cũng như những món quà từ phía Ngân hàng Sài Gòn Ben. Và đây là một chương trình hết sức là có ý nghĩa, và nhà hát cũng sẽ hết sức xây dựng chương trình vào những cái định hướng trong thời gian sắp tới, trong tương lai sẽ phát huy được giá trị nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là với lực lượng các nghệ sĩ là các thành viên nhí của nhà hát Trần Hữu Trang. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Phạm Quốc Kiệt, giám đốc nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Kính thưa toàn thể quý vị, và đến đây thì chương trình hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2022 đã kết thúc. Và một lần nữa Hoài Nam xin được đại diện ban tổ chức kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, đơn vị đồng hành Sài Gòn Pan cùng toàn thể quý vị quan khách luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, và trước khi kết thúc chương trình thì ban tổ chức cũng rất muốn lắng nghe những chia sẻ từ phía hội đồng giám khảo cũng như là hội đồng báo chí.